Đây quê hương tôi, núi đôi vẫn bao đời hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đã đổ em trôi, thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Kiến Thụy mến thương, sang đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng hát, ta đi theo ngọn cờ từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng dậy. Truyền thống xưa còn đây, dùng bước ta đi lên với sông núi ngàn non. Kiến Thụy yêu thương của tôi. Được là người dẫn chương trình và nghe chào mừng trong buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình lễ khánh thành bàn giao công trình tôn tạo văn miếu Xuân La do anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung kính tặng. Lời đầu tiên thay mặt những người thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng, xin được kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể buổi lễ lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa tất cả quý vị kính mến, và quả là như vậy, trong trái tim của mỗi chúng ta đong đáu luôn luôn là hình ảnh của quê hương, là nơi chúng ta đã được sinh ra và lớn lên. Đó cũng chính là một bức thông điệp gửi cho tất cả chúng ta, dù đi đâu về đâu cũng không thể quên quê hương nơi chúng ta đã sinh ra và lớn lên. Và cũng bởi chính điều đó mà những người con sinh ra tại quê hương Thanh Sơn Kiến Thụy ấy hùng đã có những tình cảm, những yêu thương của mình để viết nên một ca khúc với sự đam mê, với sự tâm huyết. Một ca khúc xin được gửi tới quý vị ngay sau đây, ca khúc mang tựa đề Về thăm văn miếu Xuân La, lời Đặng Thu Hà, nhạc Văn Hiệu và với sự thể hiện của Văn Hiệu, Thu Hà, hai người con của quê hương Xuân La, Thanh Sơn. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
vừa rồi là một sáng tác với tựa đề Về thăm Văn Miếu Sơn La. Đó là tình cảm của hai người con quê hương Sơn La, Thanh Sơn, Văn Hiệu và Thu Hà. Tiếp nối ngay sau đây, quý vị cùng đến với một ca khúc viết về quê hương Kiến Thụy, luôn luôn trong trái tim của những người con xa quê. Ca khúc Hát Văn với tựa đề Kiến Thụy Yêu Thương, lời của anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung, chuyện thể Phương Loan với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thủy Dương và Tốc Múa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Khi tụ bồi liền dài
hát văn với tựa đề Kiến Thụy Yêu Thương. Đây chính là bài hát văn với sự viết lời của anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung, chuẩn thể Phương Loan. Và kính thưa thật tới quý vị, quả là như vậy, ta lại về với Kiến Thụy Yêu Thương. Nghe trong gió mùi hương lúa mới, dáng mẹ ta xưa lưng còng đứng đợi, chiêm chúng thở nào giờ đã đổi thay. Thì vị anh hùng của chúng ta ra đi, Kiến Thụy còn là một vùng chiêm chúng, và bây giờ khi trở về thì Kiến Thụy đã đổi thay. Sự đổi thay đó là nhờ có sự chung tay đóng góp của những người con xa quê hương, trong đó có ông anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung. Và cũng chính bởi những sự đóng góp của ông mà những người con của quê hương Kiến Thụy luôn dành cho ông những tình cảm đặc biệt. Nhà thơ Trương Thiện Ngấn có một bài thơ với tựa đề Ơn Người Tâm Đức, và bài thơ đó đã được nhạc sĩ Thế Huấn phổ nhạc thành ca khúc tựa đề Ơn Người Tâm Đức, thơ Trương Thiện Ngấn, nhạc Thế Huấn. Xin được gửi tới quý vị với sự thể hiện song ca nam nữ Đức Chính và Phương Loan. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Kính thưa Thủ tướng Việt kính mến, và Việt kính thị là miền đất địa linh nhân kiệt. Ở nơi đây có những người con hiếu học và có những ông nghè đời nối đời. Và tôi cũng rất là tự hào khi mình là người con của quê hương Kính Thị anh hùng. Với một ca khúc tôi viết lời cho bài hát chèo tựa đề Nhân Kiệt Đất Nghi Dương, xin được trân trọng kính gửi tới quý vị ngay sau đây. Bài chèo Nhân Kiệt Đất Nghi Dương theo điệu Đào Liễu, soạn giả Đặng Thu Hà, thể hiện nghệ sĩ ưu tú Thị Dương và nhóm múa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
quý vị, chúng ta mới đến với bài hát chiều Nhân Kiệt Đất Nghi Dương theo điệu Đào Liễu với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thùy Dương đến từ đoàn trẻ Hải Phòng và nhóm múa. Và kính thưa toàn thể quý vị, thời gian thì cứ mãi trôi đi và những lời nhắn nhủ của trong quá khứ của những vị tiến sĩ đời nối đời sẽ luôn là một động lực thúc đẩy cho thế hệ trẻ của chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ của Việt Anh Hùng Kiến Thụy sẽ luôn luôn cố gắng học tập để cùng chung tay xây dựng cho quê hương đất nước chúng ta ngày thêm giàu đẹp, phát triển và vững mạnh. Một ca khúc tiếp theo xin được gửi tới quý vị mang tựa đề Lời Quá Khứ Ngàn Năm, lời thơ của anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung, nhạc sĩ Thế Huấn với sự thể hiện của Tam Ca, Chính Nghĩa, Hoài Nam, Quốc Toản và nhóm múa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cuộc đời của mỗi con người chúng ta sinh ra, lớn lên, học tập và công tác để rồi chúng ta theo đuổi những đam mê, những khát vọng của cuộc đời mình. Đến khi thành công để trở về, chúng ta sẽ cùng chung tay xây dựng cho quê hương, cho đất nước. Đó là một cuộc sống đẹp và cuộc hành trình của một con người có cuộc đời đẹp. Anh hùng tiến sĩ Phạm Văn Trung cũng vậy, ông đã dành rất nhiều thời gian học tập để khi thành đạt trở về, chung tay cùng cống hiến xây dựng cho quê hương, cho đất nước của mình giàu đẹp và phát triển. Kính thưa toàn thể quý vị, có một ca khúc mà khi ca từ cất lên, chúng ta cảm nhận rằng đó như là một lời, một bức thông điệp gửi tới, nhắn nhủ tới tất cả chúng ta rằng hãy sống và cống hiến, làm được những điều gì tốt đẹp nhất cho mọi người, cho cuộc đời chúng ta hãy nên làm. Để rồi khi kết thúc cuối cùng thì cũng chỉ là một cuộc đời đẹp gió cuốn trôi đi. Ca khúc với tựa đề Đẹp Gió Cuốn Đi, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, xin được gửi tới quý vị với sự thể hiện của đơn ca Quốc Toản và nhóm múa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy
thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý vị, chúng ta vừa thưởng thức xong một chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đây chính là một chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình tôn tạo văn miếu Xuân La trong buổi sáng ngày hôm nay.